con dê để cho gà nó mổ. Còn mấy con mẹ mà u u mà trồng trồng đó, mà đi tìm trồng trồng đó, thì cô nhà cô có nuôi một đàn bò, kêu mấy bà về bò nó dài lắm, bự lắm. Dạ, cô ở đâu cô? Hả? Cô ở đâu? Cô ở Úc, cô ở Úc rồi, con ơi cô ở Úc. Ở Úc cũng có nuôi gà, trang trại gà với bò đó hả cô? Có sao bò để cho bò nó bự lắm. Dạ. Để cho mấy bà xài. À. Còn mấy cái ông, mấy ông sùng sùng đó con, có cái chạy gà để cho mấy ông mổ cho mấy ông xuống. Dạ. Để thấy mấy ông sùng sùng nó ghét quá. Dạo này loạn xã hội lên tầng nổ không hả cô ha? Nổ gì mà lại cô cũng không biết sao nữa, bây giờ con thâu chưa? Dạ, giờ cô nói đi cô. Bây giờ cô xin chào cộng đồng mạng của Đầu Chọc nha. Dạ, con chào cô. Cho tôi xin gửi mấy anh u sùng sùng, mấy chị u sùng sùng. Tôi thì người ở Úc, tôi là người ở tại chợ Gạch Giá, chứ không phải là Kiên Giang, tôi dân Gạch Giá, tại chợ Gạch Giá. Dạ. Quê quán tự giới thiệu luôn. Còn nếu mà khi nào Chọc mà có muốn đó thì áp vô cô, có cái bài bờ cô nói chuyện đưa mặt lên luôn cho thấy. Dạ. Nói như nè, mấy cái bài, mấy cái ông trùng trồng, trời ơi 68 tuổi, ổng tuổi với cô đó con. Dạ. Dựng căn nhà biệt thự quá lớn, tưởng sao nghe 9.000 mét ai cũng nghe hết hồn. Con có biết nghe nó 9.000 mét đâu, chứ nhiều có 9 công đất thôi, mở dưới quê nghe nó 9 công đất cũng nhiều lắm đó con. Dạ. Rồi các căn nhà biệt thự, rồi đến đi kiếm vợ, rồi ngồi khóc thấy thương ghê vậy đó. Mấy ông mà còn nói quảng cáo là mấy con trẻ thương chịu, bắt đi làm cho người ta chịu, nhà không cho ta ở, cứ đi về ta phải phục vụ ổng, rửa chén rửa bát, rồi giặt quần giặt áo cho ổng, rồi tối rồi phải nâng niu chiều chuộng ổng, mà ngày phải đi bán kiếm mua gạo gì cho ổng ăn nữa, tào lao. Dạ. Vậy mà cũng có nhiều bà nhào vô nữa. Cái bà chị ơi, đừng thấy của người ta quá nha, có 9 công đất thôi chưa chắc vô ăn được đâu. 9 công đất không có nhiều tiền đâu, ở Cần Thơ không có nhiều tiền đâu. Là cái U68 không cô? Ông U68 đó, ông yeah. Đó đó, sinh năm 1955 đó con. Dạ, chú Sương. Ừ, yeah. Cô không biết nữa cô, bây giờ cô không có nhớ tên đâu. Còn yeah. mấy cái má sùng sồn, để lại cho danh dự cho con, cho cháu, cho đàn bà người khác, người ta để người ta nhờ với. Trời ơi, nhảy cừng cựng hết trơn mấy má ơi. 60 mấy, 70 mấy gì cừng cựng hết trơn á. Cựng gì vừa nó cựng quá đi. Đúng rồi, từ nhà tôi có nuôi một đàn bò kìa, cho mấy má kìa. Mấy má qua đây đi cho mấy bà để vô chơi bò luôn. Dạ. Yeah. Cô làm gì cô có chạy bò con? Dạ. Cô làm gì cô có chạy bò? Mẹ tào lao, chồng bà gì đâu mà nghe nói ở đâu chạy cựng tiện lên, bà nào bà nấy rồi giành với nhau, ông này ông kia cái ông 77. Trời ơi, nhìn ổng hả? Đi vô đó rồi để đi về chừng cựng khoảng tháng á. Mẹ làm baby sit luôn á. Cái kiểu như giống như vô trong nước sinh hôm là giống như là ở Việt Nam là kêu bằng cái gì? Như cái mấy gì mà chỗ mà nhà dưỡng lão á. Dạ. Trời ơi, cái nhà ổng muốn chung vô chung ra rồi con, ổng còn lên tiếng nữa. Tập lao cha mình làm những chuyện sai trái mà không lao, không dạy cha mình còn đứng làm trưởng ta nữa. Bây giờ mất dạy cả đám luôn. Bây giờ con thấy như cái mạng xã hội này toàn là lên thấy nổ với khoe của nhiều đó cô. Đúng rồi, cả Phương Hồng có khoe của bây giờ bắt đầu đó, rồi thằng gì mà kỳ đó lên thấy vàng quá trời bỏ đầu đó con. Dạ, Phúc. Phúc cái đồ đó. Dạ. Còn lao theo chị giữ đi. Trời ơi. Bây giờ con nói con có ai? Con hỏi cô nè, thí dụ mà cô giàu có đó, là cô có mang lên trên mạng này cô khoe không? Trời ơi, cái điên trong xe đó, mẹ nó không giết mình, nó cũng cốt mình nữa. Dạ thì bả toàn là lên trên mạng là khoe với lần nổ không, mà đa số là vậy luôn.
Cô nói cho cô nghe, nếu người ta giàu á, người ta sống rất là bình đẳng lắm, ta sống rất là khép kín lắm, cái đó cô nói thẳng. Dạ. Cô có xác nhận những điều đó không? Dạ. Cái thằng mà nó muốn cướp con rồi đó, cỡ nào nó cũng vô được hết trơn á. Đừng có nói ông, cái ông nhưng mà 68 tuổi, ông đừng có nói nhà ông là cái tiếng 10 ly. Cô nói thẳng cho con bao nhiêu ly muốn vô thì vô đây. Còn nói sắc, sắc cỡ nào cũng không, đừng có nói, nó cũng cứ hết á. Đừng mình đặt trời lao, giống như là cái hạng tốt luôn ổng vậy đó. Rồi mấy mẹ mày chỉ phe này phe kia, tôi là có tiền, tôi nhớ có nhà, rồi phe lên. Trời ơi sao mà bây giờ thấy phe cũ quá trời luôn, đồng nghiệp cho mấy người bán cái gì, bán số đi vòng đường, tại ghê vậy, ăn mày ăn xin tới đồng nghiệp ghê vậy đó. Dạ. Ta nói không có thì đi bán vé số, đi ăn mày ăn xin. Còn quá chút đỉnh, cái cần cận lên, cái đi muốn đi kiếm trai rồi. Đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy nữa, trời ơi, mà phải chi á. Cô nói thẳng với con nha, nói một câu nha, nói mà 50 mấy tuổi á, thì nói còn kiếm lại phân nửa cuộc đời của mình. Mà lên cái 60 rồi đó, trời ơi, phân nửa nào đâu, trời đau muốn chết, nhất muốn chết luôn à. Kiếm gì nữa? Cô nói cô là cũng một người mẹ đơn thân nuôi 4 đứa con, cô lấy chồng nước Úc, cô sau nước Úc đây. 30 mấy năm nay, cô sợ là ông gần chết cô luôn. Dạ. Từng cận. Trời đất ơi, cô nói thiệt, cái xấu hổ. Bởi vậy, cái chỗ của cô nghe ai cũng rợi chứ hỏi, nghe nhầm khi người ta bắt lên, con có biết không? Mấy con mẹ đó, có ngu cũng chừa cho người ngu mớ đó. Mấy thằng mà nó không biết tiếng Việt đi, nó cũng bắt lên cái Google đó, nó dịch hết trơn à. Biết hết trơn, nó biết mấy bà người sao trơn á. Rồi làm cho người Việt Nam mà người ta không có phải giống mấy bà, nó mang tiếng, mang tâm sự nghiệp cho người ta. Rồi những con thằng ông, dòng ông thì nói lên còn nói cái chuyện của người ta để người ta. Chuyện ta gì? Gì đâu mà nóng rộn hết trơn luôn. Rồi còn nấu thêm nữa anh con, lên công trần. Trời ơi, mới lên có mấy điếu à. Khoái quá. Bà kia 50 mấy tuổi rồi, thằng nọ mới có 30 tuổi à. Lớn nhau hơn 20 tuổi. Đẻ, hồi lúc đó chắc con đẻ rồi đó, con được đứa con rồi đó. Dạ. Yeah. 20 tuổi được đứa con rồi đó. Này con thấy lớn hơn 20 tuổi. Vậy mà anh ơi, anh à, thấy mặt gớm không? Rồi tự nhiên hồi lúc mà thương anh ấy thì đưa cái gì cũng đưa cho anh hết. Tới chừng mất củ phải sùng, cái này kiếm ra làng ra sớm nói anh nó gạt thôi. Ai gạt ai? Mà nó phải 13, 14 tuổi người ta gạt. Con có xác nhận không? Dạ. Yeah. Yêu nhau cho nhau, gắn chịu. Nếu mà cái dưới 18 tuổi thì cái bị người ta lường gạt. Trên 18 tuổi là mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cô cũng từng làm một thời cô bé nhỏ. Cô cũng làm, bây giờ cô cũng làm lợi là có một cái người bà già. Cô cũng là người bà già. Đâu là đúng, đâu là sai, cô cũng có nhìn được. Đừng có ai binh cái những cái người đó hết á. Đừng có nói ai mà bỏ bùa mình. Mình không có tạo cho người ta cái bùa. Lên trên Facebook, đã, cô nói cho nghe, đã dốt không biết chữ. Còn lên Facebook nữa, rồi hỏi chứ chị thâu nói chuyện sao, đưa tin nhắn tin sao. Đưa qua lời nói chết cũng cứ nói thẳng không ai gạt ai chơi á, tại vì mình ham muốn cũng phải sùng cá gán chịu. Tôi có nuôi đàn bò nè, đừng kiếm phải sùng nữa đi kiếm tôi nè, tôi có hàng đàn bò nè, ăn nuôi bò nè, bò bự nó dài lắm. Dạ. Yeah. Cho mấy mẹ này, còn mấy thằng mà già đó, tụi mà tôi có nuôi dài, có nuôi chuồng gà nè, cho nó mới gỗ mấy ổng xuống hết đi. Mổ cho mấy ổng hung ra hết luôn. Dạ. Cô nói thẳng con, người đàn bà, người ta biết cái địa vị của người ta nằm ở chỗ nào. Cái này là cô nói nha. Dạ. Yeah. Người ta biết cái địa vị ở chỗ nào. Người ta biết danh dự con ở chỗ nào. Đừng có nói đàn ông á, dù con đẹp hay con xấu cũng có người tới, có
người thương hết. Cái này là cô nói con chấp nhận. Cái đẹp quá xấu đều có người thương hết. Tại đồ hàng hàng thử của người ta mất mới gì ta không thử. Mình cho người ta thử là người ta thử thôi. Dạ. Con phải xác nhận những điều đó không? Đàn bà lộ lã, cái đàn ông không có gì lộ lã hết. Mình nếu mình cảm thấy mình nghĩ ờ trời ơi, bây giờ mình có làm gì tội nghiệp cho con mình sau này nó lớn lên nó có chồng rồi bên chồng nó nói này nói kia nói lại hoặc còn ghế mình rồi dâu mình đồ này nọ nè bên chui da rồi nó như thế nào thì mình phải làm sao chứ cưng mấy má cưng quá trời lên nữa cuộc đời rồi còn nói con bất hiếu nữa rồi con bất hiếu con nó bất hiếu là cái chuyện của con bất hiếu. Còn mình có nên thân hay không là cái chuyện của mình. Dạ. Đâu phải mình sống mình cần. Bây giờ con nói cho con nghe nè. Bây giờ tại sao mình cầm hàng á, mình kiếm được cái vài chục triệu. Ở Việt Nam vài chục triệu nhiều lắm. Rồi có được vài chỉ vàng cũng là nhiều lắm. Mình để hậu thân đi. Sau này tôi có bệnh, tôi có quạt, tôi có tiền là tôi có sức mạnh. Con phải xác nhận không? Dạ. Con nó mất cái mình đi kiếm tiền áo biểu mình đưa chơi chai chơi mình gán chịu tao ra mà ra đúng chuyện nữa mấy má đừng có làm cái chuyện mà xấu hổ mấy người đồng hồ nữa để cho đàn bà người ta có người nào người ta cái gì cho nó sống cuộc sống cho nó tốt chút đi mấy má tào lao quá à. Rồi mấy ông già nha tôi nói mấy ông á mấy ông già rồi mấy ông có làm cái gì nổi hay không. Hả là mấy ông kiếm xa về nhà nuôi mấy ông. Mà con thấy cái ông 68 ông nói chuyện con nghe con phải xác nhận là ổng là như thế nào. Ông nó còn 9 ngàn thước mà có 900 thôi nha. Con nói cho con nghe, có 9 con đất thôi. Nhưng mà chú bây giờ chú Sương đó người ta cũng đã nói rồi căn nhà đó là người ta ủy quyền cho cháu người ta hết. Đất rồi thì đó. Mà mấy qua ngày hôm sau mấy bà kia nhảy vô cứ chọn không luôn. Cưng là con thấy cái cưng luôn á. Dạ. Con thấy bây giờ nè, người ta nói là cái công sở đó, ta kiếm cái nhà nào. Ủa người ta mướn cũng được vậy. Về nhà, mua bán, hai chồng mua bán. Ông đâu kiếm cái ông cái bà mà cỡ tuổi cô. Con thấy cái nghe con nghe đi, ông đâu có kiếm cái ông cái bà mà cỡ tuổi ông đâu. Bốn mấy còn sức làm mà. Thấy vậy không? Yeah. Làm để nuôi ổng. Rồi ổng già chúng tôi gửi đất ổng. Đút cơm ổng ăn. Ổng sắp sửa tới ngày đút cơm rồi đó. Chừng 2-3 năm nó đút rồi đó. Yeah. Trời, con nói thẳng với con câu á. Mấy cái thứ đàn ông đó đó. Vậy mà mấy con mẹ nó không biết sao á. Nghĩ chưa vô ăn được. Hai cha này không phải cha đi chính gì ở đâu. Hai cha đi phê khó. Con có xác nhận không? Dạ. Yeah. Con nhớ đi lên nha. Hai cha này cho phê của. Rồi nhất phê của. Thứ hai nó ai có sức có đồ đi chính thì đi đặng nuôi ông rượu già đó. Ăn được gì ổng. Đã ông nói chuyện từ. Ông nói chuyện từ đầu rồi mình đã nghe rồi. Nội thứ ông phê nhà ông thấy ghét rồi. Ở nhà ổng cái camera là coi như đứng đầu cũng thấy hết á. Trời, camera tốt quá ha. Nó ụt vô nó lấy cái đầu rồi là xong luôn. Cuộc đời ổng cứ hẻo luôn. Nó đâu có để cho ổng bị gì ai lấy ra được cái USB đó đâu. Đây thằng ăn trộm nó vô nó lấy cái đầu không à. Nó lấy đầu của cái camera lại rồi. Cái đầu của cái system của cái camera. Cái internet rồi. Yeah. Coi những gì. Trời ơi. Ông đi phê mà. Phê những chuyện đầu rau. Thằng ăn cướp nó vô nó để cái đầu internet cho ổng rộm. Và cho ổng đưa cho cảnh sát à. Đưa cho công an à. Ông ngu vẫn chưa cho ta ngu với gì chứ. Ông ngu hết rồi còn ai nữa đâu ngu. Dạ. Yeah. Con nói thật cũng nói thẳng con câu nha. Nếu mà cái ông đó đó. Ông là người đàn ông tốt. Đàn bà khu đó thiếu vậy. Dạ thì chú Sương ông cũng lên tới mình chú, coi chú Sương cũng nói đó là ở đó phụ nữ nhiều lắm. Đẹp lắm, trẻ lắm.
nhưng mà ổng không có chọn, không thích. Thì có ai thích ổng đâu, ổng nói mà. Đó thì chú cũng lên nói đó, ở đó hỏi sớm phụ nữ nhiều lắm mà đẹp không à, trẻ không à, à tìm đến tôi mà tôi không chịu. À, con nói đàn ông giờ tốt còn có mình chú thôi à. Đúng rồi, chắc hết trơn rồi. Dạ. À, không quan ai, chỉ có ổng thôi, để người ta chọn ổng. Dạ. Trời ơi, thì đâu trời ơi, ổng nói chuyện, ổng nói ba mấy tuổi còn trẻ lắm. Ổng kiếm bốn mấy tuổi. Cô nói thiệt con nha, nhiều cái thằng mà nó mới nói nha, luôn mấy, đừng nói mấy thằng mà cha mà đi dính Việt Nam Cộng Hòa hôm qua hôm đó vậy, qua tới chạy chị nạn có chụp đủ đầu này gì cộng, chụp mũ đầu kia gì cộng, rồi tới chừng mà về qua bên Mỹ được ở mười mấy năm, con nói con chữ luôn mấy thằng đó luôn. Yeah. Qua mà ở được mười mấy năm cái sồn sồn cái đi về Việt Nam cứ cứ con của ông này con kia qua bển, rồi tới chừng thì đương nhiên rồi, ông muốn tình thì tôi thì muốn cái vé, còn phải xác nhận không? Dạ. Yeah. Ông muốn tình tôi cái muốn cái vé, tôi đi qua tới bển tôi được cái bít ba xong rồi mới bay đời anh, rồi giờ chữ ta mất nó người ta chữ gì? Chữ ta cái gì? Ai biết mình ngu gánh chịu? Dạ. Yeah. Mấy thằng ở nước ngoài cũng vậy, rồi mấy thằng ở Việt Nam cũng vậy. Cô nói thiệt, cô nó phải nói nha, cô thấy mấy thằng ở nước ngoài cũng vậy, mà thấy ăn hàng ấy, mà đàn bà nước ngoài cũng có nữa, chứ đừng không có, có hết luôn. Đừng nói Việt Nam không, trời giờ loạn thế giới rồi. Tụi Do Thái với tụi Hamas nó đang quánh rồi, Ukraine đánh bên bên Nga đánh của Ukraine, rồi bây giờ mấy mẹ chồng chồng là khủng bố mấy thằng đàn ông, rồi mấy thằng đàn ông khủng bố mấy mẹ đàn bà. Dạ. Việt Nam ơi, miên quá quánh thấy mẹ cắt dùn chết mẹ luôn giờ nè. Cô thấy bây giờ dân Việt Nam cũng vậy, dân nước ngoài cũng vậy, móc hốt chữ người ta. Cô nói nếu mà cô mà còn trẻ, cô là đẹp đi, ở Việt Nam đi, mẹ cái thằng nào á, nó đi không nổi, nó kêu cô đi gửi đích, nó bên qua nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, cô cũng đi gửi cho mày để tao đi được cái vé nữa. Mày muốn tao muốn cái vé, vậy thôi. Dạ. Cái ngu mình mà còn ai thì nó lớn mắc cỡ. Dạ. Yeah. Nói nha, có mấy mẹ cùng xồm đó nha. Bây giờ á, đây tôi gửi lên cái kênh của Đầu Chọc nha. Cô muốn bóc thì bóc đây tôi nè, muốn hốt đây tôi, đừng hốt Đầu Chọc nha. Đây tôi gửi nha, tôi nói trước nha. Tôi gửi mấy mẹ mà xồm xồm đó với mấy thằng xồm xồm đó. Dạ. Có biết xồm xồm là gì không? Chắc không biết rồi phải không? Dạ. Yeah. Đó là nhớ á, nếu mà có cần á, đàn ông mà có cần á, cần tôi á, tôi có mua một chuồng gà nè để mổ cho mấy ông chú. Còn mấy cái cô mà xồm xồm đó, tôi có nguyên mấy bé bò nè, bự lắm, vừa bự mà vừa dài nữa, cho mấy con này cho nó cho bò đúng đi, giống như bà đại gia bò phải không? Dạ, nữ đại gia bò, lương nữa, chuẩn bị lương nữa. Bò. Không, bả thì đại gia bò. Con không nói, mà con nuôi bò thôi. Dạ. Nuôi bò để cho mấy mẹ phòng đi, chứ con không có nhà, con không có chạy đạo chứ, nó nghèo lắm. Dạ. Con nghèo lắm. Còn mấy anh mà trời, mấy chị mà có được mấy cái sổ đỏ, sổ xanh gì đó nha, dấu dấu đời chút nha, vàng đồ, trời. Còn có cái ông kia cơ vàng nữa chứ, cái ông mà thầy bói á. Dạ. Cái ông mà cho thuốc đó. Dạ. Trời, đi cưới vợ cho vàng quá trời luôn. Cô tính bay về bển, cô lấy mới vàng đó, sức vậy đó. Trời, bây giờ Việt Nam cho thấy dân gì đâu không, con thấy không? Dạ. Thôi đi, mấy con về làm tình yêu này nè, kết nối tình yêu này nè. Nhớ nha, cái này là cô nói cho tụi con nghe nha, cô cũng xin là những mấy cô mấy em mà kết nối tình yêu này,
làm những chuyện đó là không có gì sai. Nhưng mà mình phải nên chọn lựa cái tuổi để mình làm nha. Đừng có để cái tuổi đó lên á, rồi người ta bốc hốt mệt lắm. Dạ. Yeah. Mình trong đó cũng có thành phần mình rất là chịu, chứ không phải là không đâu. Không, cô nói có đúng không? Dạ. Yeah. Mà không, con chỉ tỉnh như con làm kết nối tình yêu đi, con phải lựa cái người 30 mấy, 40 mấy, hay 50 thôi, chứ con lựa tới 60 mấy tuổi hết thời còn gì nữa kiếm. Em lên đặng bốc hốt chứ làm gì? Một cô bắt cóc bị bạ nè. Mò mà không dính nữa, làm sao mò cô bắt cóc? Mò không dính. Dạ. Yeah. Cái lúc mà đang mò, cái nó cũng cay lại, cái giọt bẻ con biết không? Dạ. Yeah. Cái cũng không dính gì hết á. Cái gì già rồi còn mò có cô bắt cóc gì nữa? Đó. Thì con xin gửi vậy đi, để khi nào mà nếu mà ai muốn cần tôi lên mặt á, kêu đầu chọc á, tôi có cái bài bờ đó, kết lên đi, tôi nói cho, cũng muốn chữ tôi chữ cho nghe, muốn chữ lộn đi, chữ cô ơi, chữ cô có thể chữ. Cô có thể cho con biết tên được không? Cô hả? Dạ. Cô Út ở nước Út không? À, cô Út ở Út ha. Cô Út ở nước Út. Ở nghe. Út rồi ăn bò Út luôn ha. Không, cô cái đó cô không có ăn bò Út con, cô chỉ nuôi bò cho mấy chị thôi. Dạ, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô Út nhiều ha. Rồi, vậy dạ. Đi con đưa lên, mà nếu mà ai có muốn mà comment cái gì mà muốn mà thi đấu gì đó, là con kết với bài bờ là đầm 3, đầm 4 người vô một kết đấu lại chữ lộn luôn cũng chơi luôn. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn rồi, cô, chúc cô lên với luôn sức khỏe nha. Rồi, bye con. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô ạ. Dạ, dạ.